sống của em nhặt rác thải nhựa. Mấy lần muốn quay phim không có thấy, mấy thằng đệ của em nữa. Em thì nhặt rác thải nhựa, còn nó thì nhặt tải em bé. Đây đây đây, em mới nói nè, em mới nói là nè, nó lụm một cái bao cứt lên, có khi nó đưa cái bao cứt đó cho em, ý giống như nó con lụm được rồi nè, hửi đi đó. Đó cứt mà nó cũng dành nữa, bởi vậy em mua gạo nướng cho nó ăn là như vậy. Bởi vì mọi người ỉa đái ra mà còn quăng cứt bao tả xuống dưới nước như vậy. Rồi con chó của em nuôi nó lụm nó ăn như vậy, tội nó không trời. Mà cuộc đời nó không có cái gì ngon hơn cứt của quý vị sao? Đó, em mua gà nướng cho nó ăn một năm một lần đó, tất niên đó. Rác nhiều quá, rác nhiều lắm rồi, rác nhiều quá luôn. Rồi con này đi ăn xương chó người ta giục, xương người ta giục. Con thì đi ăn cứt, con đi ăn rác. Nên em nói thật, em đi làm phóng sanh là thật là chuyên phóng sanh thôi. Mà phóng sanh trong rừng ngập mặn cũng thấy đó. Nên em phải có thêm cái kinh phí nữa, chứ không thôi không có nuôi đủ mấy con thú. Kinh phí đó từ đâu? Từ việc coi clip của quý vị, ủng hộ kênh YouTube. Cái này không phải làm clip câu view như mấy YouTuber kia, không có đi chơi, không có chuyện nói chuyện này kia, không có dàn dựng cảnh. Ngày nào nó cũng vậy, ngày nào nó cũng có cảnh xả rác sẵn nha, không có dàn dựng được cái gì hết. Nặng lắm chứ bộ. Hôm nay là mùng 1 Tết. Em cảm ơn các anh chị đã ủng hộ em phóng sanh. Em làm cho mấy anh chị coi một lần để thấy cuộc sống trong rừng nó như vậy đó. Người ta xả rác, người ta phá nhà, người ta phá rừng, người ta vứt cứt, vứt rác thải nhựa, cái gì dơ bẩn người ta quăng xuống sông xuống nước. Nhà nước ơi nhà nước à, nhà nước kiểm soát giùm Tiun bớt đi nhà nước ơi, nhà nước ơi, nhà nước, nhà nước, nhà nước. Trông cậy vô nhà nước thôi. Sao trong cái mấy cái giáo dục học sinh không có mấy cái bài này ha? Đáng lẽ phải có mấy cái bài này. Quý vị thấy người ta lụm rác thải trên bờ đã vất vả, còn rác thải dưới nước thả ra rồi ai lụm? Cái thằng Tiun này một mình nó lụm cho cả đất nước Việt Nam đây nè.